Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn phương tiện thiện xảo, thật kỳ diệu, không thể nào giảng nói hết thật tánh của các pháp, nhưng vì hữu tình mà dùng phương tiện để hiển bày. Như con hiểu nghĩa của Ngài nói thì thật tánh của các pháp đều không thể nói. Phật bảo thiện hiện đúng vậy, thật tánh của các pháp đều không thể nói. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp hoàn toàn không, không ai có thể giảng nói, bất khả thuyết, hết cái không đó được. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa của bất khả thuyết có tăng có giảm không? Phật bảo thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm thì bố thí cho đến